Đó. Miết cái nữa, miết cái nữa. Bỏ. Cái gì vậy? Cái nhậu. Rồi, sao vậy? Chết như đây nè. Cái này nó dễ bắt hơn nãy nè, cá nó yếu quá nè. Cái này đúng là bắt những nó. Chết không? Chết rồi. Cá này cá phi không chết này. Con cá thăng lát nổi nữa. Nè nó nổi nhất nè, thăng lát nó trời ơi. Lấy dạng rồi nó còn hết chi ta. Nãy con còn cá bự bự nó chạy. Mấy con này 5 sao à, không biết, không biết. Xe đang có 1 con nữa kìa. Sao cắm ngoài vậy? Phan, 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 lấy này. Đủ cặp đấy. Chưa, chưa, chưa bắt được. Cái gì vậy? Chùi được, nổi rồi. Thì nó còn ngắm ngắm cái nó chưa chết luôn à. Xịt kìa. Nó xịt đâu xịt, nó chết queo rồi mà bắt nó bị chợt. Nó còn thấm hơi hơi à. Còn chỗ tàu chuối đó, cái gì chỗ tàu chuối đó. Đó. Hồi nãy giờ gì chết dưới đây đó hả?